Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết Dư Khay. Bản tin sáng ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Mời là bạn lắng nghe bản giá vàng chi tiết được cập nhật vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 20 tháng 10 2020. Vàng SCC Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.850.000, bán ra 56.350.000. SJC Hà Nội mua vào 55.850.000, bán ra 56.370.000. SJC Đà Nẵng mua vào 55.800, bán ra 56.000. Doji Hà Nội mua vào 55.800, bán ra 56.200. Doji Hồ Chí Minh mua vào 55.800, bán ra 56.200. Phú Quý SJC mua vào 55.850, bán ra 56.200. Việt Nam Gold mua vào 55.900, bán ra 56.100. Vietinbank Gold mua vào 55.900, bán ra 56.400. TPBank mua vào 55.800, bán ra 56.200. Nhẫn vàng Việt Nam Gold mua vào 5.280.000, bán ra 5.300. Nhẫn tròn trơn vàng đồng Thăng Long mua vào 53.410.000, bán ra 54.110.000. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 53.100.000 đồng, bán ra 53.900.000 đồng trên lượng. Bản tin giá vàng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.